thua thành hay thua x 2 x 3 x 4 x 5 gì đó, hoặc là các bạn thay bằng cây dao, nhưng mà có ba mẹ hỏi thì đừng khai là mình xúi các bạn. Vô thành là mấy bữa nay thì bận thi cho nên là không có làm được clip hướng dẫn. Cái lúc mà mình thi xong thì có nói với một số bạn newbie là sẽ làm trong hôm nay hoặc là ngày mai, nhưng mà đùng cái thi xong lăn ra bệnh cho nên là không có làm được liền, kéo tới ngày hôm nay mới bắt đầu làm đó. Nhiều khi đời nó không có cho mình được như ý muốn, thì bữa nay cũng sẽ hướng dẫn các bạn một cái trick. Cái này nó là một cái đoạn ngắn ở cuối cái combo mà tán gái 2018, thì có nhiều bạn là không có hiểu rõ cái đoạn này. Nói cái đoạn này nó hơi tương đối là nó khó cho nên là mình sẽ hướng dẫn riêng cái đoạn này. Thì nếu mà các bạn cảm thấy video này hay và có ích cho các bạn thì đừng quên bấm vào nút like, share và subscribe kênh của mình. Sau đó bấm vào cái chuông để tiếp tục nhận được những cái video hướng dẫn miễn phí từ mình. Đoạn đó nó sẽ trông như này. Đó, mình sẽ làm lại lần nữa. Đó, tên đầy đủ của cái chiếc này đó là Palm Spin Fingerless Thumbrail 2 High Tour. Thì nó là cái dạng liên kết giữa cái thằng Palm Spin Fingerless Thumbrail và cái thằng High Tour. Hai cái chiếc này thì mình đã từng hướng dẫn trong channel của mình rồi, và bạn nào mà muốn tập theo bài bản thì các bạn có thể bấm vào channel của mình để mà tìm hướng dẫn cụ thể. Còn ở đây mình chỉ nói sơ qua một số cái mẹo để các bạn làm ổn định hơn thôi. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để mà palm spin cho nó đều hơn, cho nó đơn giản hơn. Thì ở đây mình có một cái cách, đó là chúng ta sẽ đếm nhịp, hoặc là chúng ta sẽ dùng cái tay còn lại để mà gõ nhịp, gõ như này, 1 2 1 2 đó. Các bạn cứ đếm đều đều 1 2 1 2, và cái tay trái của bạn sẽ gõ, nhưng mà ở đây mình cái tay trái mình đang cầm máy cho nên là không có gõ được, thì mình sẽ đếm bằng miệng. Chúng ta sẽ đếm 1 và chúng ta sẽ đẩy bút, và 2 thì chúng ta sẽ cụp ngón cái vào, nó sẽ trông như này, 1 2 1 2 đó. Các bạn làm như vậy thì nó sẽ đều hơn. Nhiều bạn thì hay hỏi mình là cái kiểu như là làm sao biết cái khoảng thời gian nó chờ nó bao lâu thì mới cụp được ngón cái vào, thì mình chỉ cho các bạn cái cách này để cho nó đơn giản hơn. Đó, 1 2 1 2 đó, nó sẽ trông như này. Cái đó là cái đoạn khó hơn, là cái đoạn two hay tour, nó sẽ trông như này. Đó, thì ở cái đoạn này mình chỉ các bạn một cái mẹo, các bạn không có cần thiết mà phải tập được liền ngay từ cái lúc ban đầu, mà các bạn sẽ cho nó đi qua ngón trỏ trước như này, sau đó các bạn sẽ cho nó đi xuống ngón giữa như này, sau đó sẽ đi xuống áp út như này, và cuối cùng thì các bạn mới cho nó đi xuống ngón út. Đó, nhiều bạn thì không có làm cho nó đi xuống ngón út ngay từ cái lần đầu tiên đâu, mà các bạn phải cho nó đi từ từ cho nó quen cái cảm giác là cái bút nó lăn từ đây các bạn úp xuống đây, chứ không phải là đùng một cái các bạn cho nó muốn cho nó xuống ngón út một cách hoàn hảo. Thì một số bạn thì làm được, nhưng mà đối với một số bạn thì cái chuyện đó là nó tương đối là nó khó, cho nên là mình chỉ các bạn cái mẹo này để các bạn có thể đi từ từ, chứ không phải là các bạn bắt một cái qua liền. Và sau khi mà xuống ngút thì các bạn hay thua như là bình thường. Cái này thì mình đang nói ở cái trường hợp là những bạn mà đã biết hay thua rồi, thì các bạn khi mà xuống ngút thì các bạn tự là các bạn sẽ biết là các bạn sẽ làm cái gì tiếp theo. Và cuối cùng là các bạn sẽ ghép hai cái thằng đó lại thành cái dạng như là ban đầu mình làm, nó sẽ trông như này. Đó, đó. Để tăng cái độ khó thì các bạn có thể thay cái thằng hay thua thành hay thua x 2 x 3 x 4 x 5 gì đó, hoặc là các bạn thay bằng cây dao, nhưng mà có ba mẹ hỏi thì đừng khai là mình xúi các bạn. Ok, và clip xin phép được kết thúc tại đây. Nếu các bạn cảm thấy hay thì có thể like, share và subscribe kênh của mình. Còn nếu cảm thấy không hay, hoặc là các bạn muốn góp ý, hoặc là muốn mình làm video gì tiếp theo thì cứ để lại bình luận ở bên dưới. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.